Xin chào tất cả mọi người, rất là lâu rồi Nhân mới quay trở lại với Học viện Ôm Cua. Và đây là buổi tập thứ 3 kể từ ngày Nhân bắt đầu mở lớp trở lại. Hiện tại thì Nhân đang kèm cho một em tay đua 14 tuổi. Hôm nay em ấy đang thi học kỳ cho nên là không có ra sân được. Bạn chạy xe quay này là bạn tay đua Nguyễn Vũ Phương, tụi mình hay gọi là Bạc. Bạn này đang đua ở hệ Honda NSF100 ở trong giải VMRC của Honda. Bạn Bạc thì đang chạy mẫu phần ra vai cho anh Winner X ảnh chạy theo. Thì các bạn có thể thấy là phần vai của bạn Bạc ra rất là nhiều, nhưng mà anh Winner thì đang cố gắng đẩy cái phần đầu và vai ra ngoài. Cái phần đầu clip thì anh Winner đẩy chưa có được, còn lúc này là anh ấy bắt đầu đẩy được một chút rồi đó. Nhưng mà cái bàn tay của anh ấy hiện tại đang bị cầm sai nè. Các bạn nhìn lại bàn tay của bạn Bạc thì các bạn sẽ thấy là bạn Bạc cầm xuôi theo cái ghi đông, giống như là bạn cầm vợt cầu lông hay là cầm dao để sắt thịt ở nhà. Cái việc mà cầm xuôi theo cái ghi đông nó cho phép các bạn có thể thoải mái ở phần vai cũng như là cái phần cùi giỏ. Còn nếu như mà các bạn cầm ngang cái ghi đông giống như các bạn lái xe trên đường thẳng thì khi các bạn đẩy vai ra ngoài các bạn sẽ bị vướng cái cổ tay, thì sẽ không có vặn ga cũng như là không có cầm được cái ghi đông nó thoải mái khi mà các bạn đẩy vai ra ngoài nhiều. Chắc chắn là có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao phải ra vai khi mà ôm cua. Lý do là khi mà mình ôm cua cái xe nó sẽ nghiêng. Nếu như mà các bạn không có ra vai thì bắt buộc cái xe nó phải nghiêng nhiều để có thể chống lại cái lực quán tính, cũng đồng thời dẫn tới là cái việc bề mặt tiếp xúc của mặt đường nó sẽ nằm gần cái phần mép lốp hơn. Khi mà gần mép lốp như vậy á thì cái độ bám của nó sẽ giảm dần, thì cái tỷ lệ rủi ro các bạn gặp phải nó cũng sẽ cao hơn. Thành ra là mình sẽ ra vai để cho cái độ nghiêng của chiếc xe nó lại, bề mặt tiếp xúc với mặt đường nó sẽ ăn vào chính giữa lốp, từ đó tạo ra độ bám tốt hơn và an toàn hơn. Nhưng mà tổng độ nghiêng của cả xe và người cộng lại thì nó vẫn không đổi so với cái độ nghiêng xe mà cái khúc cua đó nó yêu cầu. Có một cái điều nghịch lý đó là ô tô nó vào cua bằng cách là nó đánh lái cua bên nào, cái bánh xe trước sẽ quẹo vào bên đó. Với xe hai bánh kể cả xe đạp thì nó không phải vào cua bằng cái việc mình đánh lái, mà nó sẽ vào cua bằng cái việc mình nghiêng xe. Cái khúc cua nó càng gắt thì cái độ nghiêng nó sẽ càng nhiều, thay vì khúc cua gắt mình sẽ bẻ lái nhiều như ô tô. Thì đó là cái khác biệt giữa ô tô và xe máy. Cái này nó rất là hay luôn, khi mà bạn buông tay bạn có thể thấy cái xe nó vào cua một cách bình thường, và tốc độ càng cao thì các bạn sẽ thấy cái ghi đông nó càng thẳng so với cái bánh sau. Thêm một cái lưu ý nữa cho các bạn là giống như anh Winner V3 này nè, cái đầu gối của anh sẽ kẹp chặt vào phần thân xe. Với những xe mà có thùng xăng phía trước như những xe mô tô á, thì rất là tiện lợi luôn, bởi vì mình có thể kẹp cái chân vào đó. Với những cái xe phổ thông không có bình xăng thì việc kẹp chân nó sẽ hơi khó, đặc biệt là xe tay ga hoàn toàn không có chỗ đặt chân vào luôn. Khi chạy ngoài đường mình sẽ kẹp chặt chân vào phần thân xe phía dưới chứ không có bung cái đầu gối ra, trừ khi nào các bạn cả gối như bạn Bạc thì mới cần phải bung đầu gối ra để cả. Khi mà không cả tụi mình sẽ khép đầu gối lên kẹp chặt vào thân xe để cho nó ổn định phần thân dưới của mình, người và xe tạo thành một khối, từ đó mới có thể vào cua một cách ổn định và an toàn được. Sẵn có clip bạn Bạc chạy mình sẽ trả lời luôn, xe quay có tập được không? Xe quay tập tốt nha, chỉ cần mọi người sẽ tập đúng cái phần lốp và số gãy là có thể tập được hoàn toàn cái tư thế giống như trên những con mô tô đó.